Live show Mai Vàng Kết Nối là một trong những hoạt động của giải Mai Vàng 2013 do báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra định kỳ vào tối thứ sáu tuần thứ nhất mỗi tháng, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12 2013. Đêm diễn đầu tiên bắt đầu ngày 5 tháng 7 cũng là lúc khởi động vòng đề cử Mai Vàng 2013. Mai Vàng Kết Nối được truyền hình trực tiếp trên kênh Let's Việt từ lúc 20:30 tại sân khấu Hoàng Vũ, công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý khán giả đón xem.